Các bạn, chào mừng đến với đồ chơi di động chấm cơm. Hiện nay trên tay mình đang là cái miếng dán cường lực full màn hình dành cho chiếc điện thoại Huawei i9 Pro 2019. Đây là miếng dán cường lực dạng full keo nha các bạn, tức là cái phần dưới này toàn bộ miếng kính nó đều có keo hết, thì đó nó sẽ dính sát vào màn hình của chúng ta thì bụi nước nó không lọt vào giữa và không ảnh hưởng đến cảm ứng. Miếng dán cường lực này cũng tương đối là mỏng và nó có một cái viền đen chạy xung quanh. Viền đen này cũng được làm rất là mỏng và bo mép, nó cũng hơi bầu bầu, không có bén tay lắm đó. Đây là cái phần cầm dưới, còn đây là cái phần cạnh trên. Thì xuống thiết kế hiện nay thì đa phần là các máy nó sẽ mỏng ở phía trên và phần cạnh dưới thì nó khá là dày. Khi mà các bạn dán thì bằng làm sạch màn hình ngồi nơi kính gió bụi đó, các bạn lột cái phần keo này ra và đặt lên cái phần màn hình đã sạch rồi thì tự động nó hít nó lên ra hết các bạn ha. Đấy. Còn nếu các bạn mua tại shop thì các bạn sẽ được hỗ trợ dán luôn. Các bạn thân mến, cái phần giới thiệu cái miếng dán cường lực dành cho Huawei i9 Pro 2019 đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip lần sau của đồ chơi di động.com.